Dạo này tâm trạng không có được vui nên là hay nhớ về những ký ức khi còn nhỏ đó các bạn. Những ký ức nhớ lại không phải là để mình khơi lại đống tro tàn ký ức, mà đôi khi là hành trang để mình chiêm nghiệm, để mình bước tiếp, để trên đôi chân vững chãi của mình nhớ lại những kỷ niệm đẹp đó đó, mà có động lực để phấn đấu cho ngày mai. Nhìn lại thì mình mới thấy mình may mắn đó, vì thời nhỏ mình có rất là nhiều ký ức đẹp nơi miền sông nước miền Rồi Tây của cánh mình. đồng lúa Và khi là còn đẹp. nhỏ mình thích đi ra đồng nè, rồi thích đi bẻ bắp, giăng câu, bắt cá, bắt cua, rồi đủ thứ những cái trái ở quê như nhãn lồng, thù lù nè, bình bát. Tuy nó nhờ dân dã nhưng mà cái vị á, nó đọng lại rất là khó quên ở bất kỳ một đứa trẻ nào của miền sông nước miền Tây. Và có lẽ bình bát là phổ biến nhất luôn đó các bạn, bởi vì cây nó rất là dễ tìm, nó thường mọc phổ biến ở những nơi bờ ruộng nè, ven sông ao, và mình rất thích hái cái bông nó để chơi nhà chòi á. Mình hay tách bông ra và thả xuống bờ nước á, nó trôi như chiếc thuyền rất là đẹp. Và trái của nó sau khi hái xong á thì mình ủ vào gạo, nó chín á thì nó sẽ rất là thơm, rồi mình đem đi mình dầm đá đường á, ăn ngon lắm cả nhà. Đến giờ vẫn nhớ cái vị đó, và mình nghĩ rằng những ai đã từng lớn lên ở vùng sông nước, đã từng có một tuổi thế thì khó mà quên được, phải không các bạn?